uống nước cam thử xem ngon không. Ngon không Suri? Chào mừng các bạn đến với kênh Tony Channel. Các bạn nhớ bấm nút đăng ký, thích video và chia sẻ cho bạn bè cùng xem nha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Tony nè. Doraemon. Doraemon á. Nhưng mà lớp chị rồi. Lớp cái giỏ. Mang của em. Em có mắt chi. Mang. Đúng rồi. Chân gõ dư ta. Rồi, cho chị ăn cái này đi. Ủa, em chân á, chân bắn mà. Tại vì em còn nhỏ, em chỉ ăn cái ở ngoài thôi, ở trong thôi. Ở ngoài cứng lắm, chút cứng để chút ba mẹ ăn. Cái này cho em này đi. Ủa con, cái này quê mới quê. Cho em này đi. Rồi. Em nghe. Rồi, em... xin ngồi xích lại gần anh hai cái ơi. Để ta ăn mấy cái này. Mình ăn một mình buồn thôi nè, có em mình ăn chung mình á. Có hai em chỉ ăn chung nhau mới vui đúng không? Con uống cam giỏi quá. Bạn Tony nọ sát lại em cho nó thân mật với nhau. Rồi con quàng tay lên em cái mày chụp hình cái đây. Quàng tay là sao? Phải đâu, hoàng tay là người ta lấy cái tay người ta ôm em á. Đó, em ở xích nhựa đúng rồi, vậy đó. Nhìn mẹ cái coi. Bạn siêu đi ăn đi, bạn siêu đi nhiều chuyện quá. Mình ăn xong rồi mình tẩy lá nhà nhưng mà mình không thích trồng mướn này đâu, mình không thích trồng mũ mình bể ra mình đá mất mẹ. Để đưa đây mẹ giúp nha. Ủa sao mẹ ăn của mình? Ngon quá các bạn ơi. Mẹ mình làm cho mình ngon quá các bạn ơi. Mẹ mình ăn một chút à. Bánh này gọi là bánh gì ta? Bánh phô mai chút. Nướng. Cái giỏ thì thơm ngon quá. Giỏ thì thơm ngon. Bà, đây là ba giá mẹ bắt bà. Hehehehe